Vào một thời điểm nào đó, độ trong khoảng nửa giờ, bạn là một tế bào trong tử cung của mẹ. Một sinh vật sống có đường kính chỉ khoảng 0,1mm. Hôm nay, bạn có tới 50.000 tỷ tế bào, 50.000 tỷ cỗ máy sinh học cực kỳ bé nhỏ, phức tạp, còn lớn hơn và phức tạp hơn nhiều một con vi khuẩn thông thường. Chúng tuân theo các định luật vật lý và hóa học và sử dụng các cỗ máy siêu nhỏ để sản xuất protein, tạo ra năng lượng hữu ích, tiêu hóa thức ăn, vận chuyển năng lượng, truyền thông tin hay sinh sản. Chúng liên lạc, nhân đôi, tự sát, chiến đấu chống kẻ xâm nhập và làm tròn nhiệm vụ siêu chuyên biệt vì một mục đích cao cả. Đó là giữ bạn sống sót và bạn có thể sinh con. Vậy, đâu là phần bạn trong này? Nếu bạn được sinh ra từ hàng nghìn tỷ thứ nhỏ bé. Không chỉ thế, cơ thể bạn được tạo bởi 7 tỷ 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 nguyên tử. Có khoảng 93% khối lượng cơ thể con người chỉ được tạo nên bởi 3 nguyên tố là oxy, carbon và hydro. Oxy và hydro tìm thấy nhiều nhất ở nước, tạo nên khoảng 60% khối lượng cơ thể. Carbon có lẽ là nguyên tố quan trọng nhất cho sự sống. Nó có thể dễ dàng liên kết với những nguyên tử khác, cho phép cấu trúc nên những chuỗi phân tử dài và phức tạp, tạo ra phần rắn chắc cho cơ thể của bạn. Còn lại khoảng 7% là một tour du lịch qua bảng tuần hoàn hóa học nitơ, canxi, phosphor, kali, lưu huỳnh, natri, clo, magie, sắt, flo, kẽm, đồng, chrome, mangan, liti, nhôm, silic, vân vân. Những nguyên tố này thực hiện hàng loạt các chức năng như cho phép vận chuyển oxy, xây dựng khung xương và cấu trúc tế bào, lan truyền các tín hiệu, xúc tác các phản ứng hóa học và nhiều nhiều hơn nữa. Cơ thể bạn là một trạng thái chuyển hóa liên tục và ổn định. Cứ mỗi 16 ngày, 75% bạn lại được thay thế. Vì trong khoảng thời gian đó, một số người khỏe mạnh sẽ trao đổi được 100% lượng nước trong cơ thể. Mỗi năm, khoảng 98% số nguyên tử của bạn sẽ được thay đổi mới hoàn toàn. Và mỗi 5 năm là gần như toàn bộ số nguyên tử tạo nên cơ thể bạn không còn giống như 5 năm trước nữa. Vì vậy, bạn có thể gọi mình chỉ là một tập hợp tạm thời của các nguyên tử. Nhưng những nguyên tử này ở đâu ra nhỉ? Vào thuở ban đầu của vũ trụ, hầu hết toàn là hydro và heli. Những đám mây khí lớn hình thành qua hàng triệu năm và ngày càng dày đặc hơn cho tới khi chúng suy sụp dưới trọng lực của chính mình, sinh ra những ngôi sao đầu tiên. Dưới những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, tất cả những nguyên tố mà ta biết hiện nay đều được tạo ra trong một phần nhỏ của một giây trước khi chúng chết và nổ tung trong những vụ nổ siêu tân tinh. Chúng bắn tung hầu hết mọi thứ trong mình ra ngoài không gian, trong khi phần lõi suy sụp và biến thành lỗ đen. Ai mà biết được tất cả các nguyên tố này đã du hành bao lâu trong không gian cho tới tận khi chúng tới được một đám mây khác đang dần dần hình thành nên một ngôi sao mới, mặt trời của chúng ta. Tất cả những nguyên tố này đã từng ở bên trong một ngôi sao hình thành nên các hành tinh và tìm đến trái đất, nơi chúng khiến sự sống bắt đầu thức giấc. Vì thế, chúng ta có liên quan trực tiếp tới những ngôi sao đầu tiên được sinh ra trong vũ trụ. Chúng ta là một phần hay
là sự tiếp nối của vũ trụ. Một phần cực nhỏ liên hệ sâu đậm tới cấu trúc cực kỳ lớn. Liệu điều đó có ý nghĩa gì không? Vậy là chúng ta được tạo ra từ một phần nhỏ kết nối chúng ta với mọi thứ trong vũ trụ từ thuở khởi sinh của vạn vật. Bạn không đơn độc, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.